Nội mùa này vâng những cơn mưa. Thưa quý vị và các bạn, đôi khi chúng ta có thể phấn khích quá, đôi khi chúng ta có thể buồn hoặc mất tập trung vì một lý do gì đấy, thì điều đấy rất nguy hiểm trong quá trình lái xe. Bởi vì có những chiếc xe thình lình xuất hiện phía trước hoặc là dừng đột ngột thì chúng ta sẽ không phát hiện được. Vậy điều gì xảy ra? Đó, vừa rồi là một cú phanh cực kỳ khẩn cấp, cứu cho mình một bàn thua trông thấy. Và đó là một trong những cái tính năng phanh vòng tránh va chạm sớm mình xin phép được thử nghiệm tiếp để các bạn có thể thấy. Lại tiếp tục chúng ta lại di chuyển đó, và chúng ta lại mất tập trung. Bỗng dưng có một người đi bộ tiếp tục thì sao ạ? Đấy, vì điện thoại, vì cái gì đấy thì sao ạ? Phanh, một cú phanh tiếp theo. Và có thể nói rằng đây là một trong những cái tính năng mình đánh giá cực kỳ cao trên Subaru Forester. Nó nằm trong một cái cụm, những cái cụm tính năng hỗ trợ an toàn cho chúng ta trong cái quá trình lái xe. Và đó là những cái tình huống mà chúng ta thử nghiệm. Tuy nhiên, trong cái điều kiện sử dụng thực tế như thế nào, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lê Hùng trải nghiệm hệ thống Subaru iSide 4.0. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục di chuyển đi theo cái hướng cao tốc xuống Hải Phòng. Thì với hệ thống iSide 4.0 này ấy, thì cái giá trị mang lại nó là gì? Là khi mà đi trên cao tốc như này nhá, thì mình hoàn toàn có thể bật cái tính năng ga chủ động này, cộng với kiểm soát với khoảng cách với xe phía trước. Và mình bật thêm một cái tính năng nữa, đấy là tính năng hỗ trợ đánh lái chủ động. Và tính năng này nó có gì khác biệt so với cái iSide trước là nó có cái định tâm làn đường, tức là nó luôn luôn giữ giữa cái tâm làn để đi. Đây các bạn có thể thấy này, nó sẽ đánh lái đó, và như vậy nó sẽ rất là an toàn. Xe phía trước đang di chuyển và tốc độ thực tiễn nó chỉ chưa đến 120 đó. Và bây giờ nếu mình thử chuyển làn sang, bắt sang cái làn bên này xem, đấy một chiếc xe tải phía trước đấy, các bạn thấy không, nó rất là mượt và êm, mà nó bắt cực nhanh. Cực nhanh ở đây có nghĩa là gì? Một là cái góc quét nó rất lớn, hai là cái khoảng cách cái camera nó đọc, tức là cái khoảng cách nó quét ấy, cũng rất là tốt. Cái thứ ba là do cái nền tảng phần cứng của cả cái xe này này nó đã tốt rồi, thế cho nên cái trải nghiệm nó mang lại nó là sự mượt mà, yên tâm và độ tin cậy cao. Và cái hệ thống iSide 4.0 nó gồm cái 6 cái tính năng, bao gồm là hỗ trợ đánh lái chủ động và phanh chủ động, phanh tránh va chạm sớm nếu trong một số cái tình huống. Và các cái tính năng kiểu như là cảnh báo xe phía trước di chuyển khi bạn dừng đèn đỏ, nếu như bạn dùng điện thoại hay gì đó đi trong phố ấy, xe phía trước di chuyển thì sẽ cảnh báo bằng tín hiệu, và như vậy mình sẽ biết được rằng là xe đi rồi, thế cho nên là tôi không bị cái còi xe sau là thúc tôi đi nữa, mà tôi sẽ chủ động tôi đi. Thì cái đấy cũng rất là hay và văn minh. Nó có một cái nữa là nó có khi mà phanh phòng tránh va chạm ấy, thì có cả cái hệ thống kiểm soát bướm ga chủ động nữa. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì khi mà áp hệ thống phanh vào thì phải có kiểm soát cả bướm ga. Trong cái iSide 4 ấy, nó có một cái tính năng nữa là cảnh báo bị đảo làn, tức là nếu bạn đang đi như này này, đấy, bạn bị lệch làn này, à, thấy không? À, nó sẽ cảnh báo. À, ở đây các bạn sẽ thấy nhá, trên cái màn hình này này, thì là active, tức là nó luôn chủ động kiểm soát tốc độ, kiểm soát khoảng cách, đấy, kiểm soát làn đường. Từ đấy nó sẽ hỗ trợ cho bạn. Tại sao mình đánh giá cao cái iSide 4.0 này? Thì các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống camera quét trên này, nó có mấy cái điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Một là kích thước lớn hơn, cái thứ hai là nó được gắn sát vào kính, nó giảm cái sự khúc xạ ánh sáng ảnh hưởng. Cái thứ ba là trong cái điều kiện mưa, các bạn sẽ nhìn cái cần gạt mưa này, nó quét, nó luôn luôn quét dọn sạch cái bề mặt kính để camera luôn đọc được làn, theo dõi được các cái vật thể một cách là rõ ràng nhất. Nó như cái kính của mình đeo hoặc cái mắt của mình đeo luôn được giữ cái trạng thái là quan sát, thu thập thông tin tốt nhất, từ đó sẽ đưa ra các cái tín hiệu điều khiển và hỗ trợ cho người lái. Tiếp theo chúng tôi lại trải nghiệm trên những cái cung đường đèo dốc. Thì thực ra đây là các cái điều kiện đường mà chúng ta đi trong thực tiễn rất là nhiều. Nó không phải là một cái thử thách gì quá lớn, mà nó là đường chúng ta đi. Nhưng mà cái giá trị của một chiếc xe
nó có cái sự ổn định tốt nó mang lại thì mình đi sau nó sẽ đỡ mệt hơn. Đấy, ví dụ như là cái này này, lái nó bám, bạn nhìn mình bám theo vạch này, nó rất là dễ. Đấy, và cái độ nghiêng của thân xe nó rất là ít. Thế cho nên là mình luôn luôn là cảm thấy nó được thoải mái. Tại sao mình đánh giá cao cái AVKD này mà nó là symmetrical, các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái màn hình này mình bơm bao nhiêu đấy. Bốn bánh nó luôn bám trên mặt đường, nó luôn là gì? Dẫn động và truyền lực. Tức là cái hình tượng này để mình hình dung dễ nhất ấy, thì bạn nhìn những cái con hổ ấy, nó săn mồi ấy, cơ bắp này, hổ báo nó chạy bốn chân. Đấy, thì đấy là AVKD. Còn nếu mà cầu trước hoặc cầu sau ấy, bạn hình dung những cái con như kiểu như con kangaroo, nó nhảy cóc 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 nhảy đến bao giờ, hay những con gà ấy. Đấy, thì trông nó chậm chạp mà nó mất cân bằng lắm. Thì AVKD, cái hình tượng của nó có thể nói là như những gọi là gì, là những chú báo, hổ, sư tử săn mồi. Để hiểu hơn về cái giá trị của symmetrical và AVKD cũng như cái động cơ boxer ấy, và cái chất của Subaru ấy, thì chúng ta sẽ phải chọn một cái cung đường kiểu như grass gravel. À, kiểu như. Và đây là cái đường mà trong thực tiễn chúng ta cũng sẽ phải gặp rất là nhiều. Đường ở đây là mình sẽ snow and dust. Đó. Thế thì khi đó chế độ động cơ sẽ được điều khiển lại này, và cái cách hoạt động của xe này cũng như cái traction control này, ESP, nó cũng sẽ được điều chỉnh để thích hợp với cái đường như thế này để chúng ta chạy. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Đấy. Ở đây mình sẽ chạy nhanh một chút để chúng ta có thể cảm nhận được cái chất của Subaru. Đấy, các bạn sẽ thấy không? Đấy. Tức là cái độ dao động nó rất là ít và nó được dập rất nhanh mỗi khi các bạn nhìn thấy. Cái hai là cái lái đây này, mình đánh lái nó rất là chính xác. Đấy. Đấy. Các bạn đấy. Đấy. Và cái thứ ba là cái sự chắc chắn của cái dàn treo gầm. Đây. Mình nó rất nhàn. Tức là cái đường này về nguyên tắc thì xe nào cũng đi được. Nhưng mà chiếc xe nào giúp chúng ta thoải mái hơn, tự tin hơn, lái sướng hơn thì đó là sự khác biệt. Thì nói chung là đi cái đường này thì mình nghĩ rằng trong cái tầm tiền ấy, trong cái xe cùng tầm tiền thì Subaru vẫn là chất, mặc dù là một xe theo kiểu cấu trúc crossover. Nhiều xe cũng tầm này mà đi vào đây mình mà chạy bay bay một chút này nó là lòng lòng. Hay là nếu mà bạn chạy càng nhanh ấy, bạn cho nó slide chút này, bạn thấy không? Đấy, tức là cái bánh nào bị trượt ấy, nó phanh cực kỳ quyết liệt. Nó giúp cho cái xe là gì? Không bị trượt đi khỏi cái quỹ đạo. Đấy, và từ đấy nó giảm thiểu cái khả năng xảy ra cái hiện tượng understeer, hoặc nó kéo hoặc nó quăng cái đuôi để nó trượt ra, ví dụ như đi trên đường thì ra núi ra vực. Đấy, thì cái đấy là cái chất riêng của Subaru. Thì tại sao mà mình luôn nói là chiếc xe này có cái khả năng vận hành và cái độ ổn định ấy, trong cái tầm tiền 1 tỷ nó ngon nhất, thì các bạn sẽ nhìn này, toàn bộ cái dàn gầm nó cực kỳ chất, từ cái phần tấm chắn gầm nhá, đó, cho đến cái bộ gá này. Một là về mặt hình học ấy, là mình nhìn cái kích thước nó đã khác biệt so với những cái xe trong cùng tầm tiền rồi. Cái thứ hai là cái liên kết đa điểm của nó cũng rất là nhiều. Đó, cái thứ ba là bạn nhìn cái may wơ của xe đây này. Đấy, cái này cũng là dạng hợp kim nhôm hay gì đấy mà nhìn nó cực kỳ chắc chắn. Và bạn nhìn cái gầm này này, một là nó phẳng, hai là nhìn thấy được cái sự đối xứng. Subaru nói chung ấy thì thiên về cái chất truyền thống, cái gì nó cũng chắc 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 chắc. Và mình thích nhất là cái vô lăng này. À, có thể nói về mặt thiết kế là nó hướng tới sự truyền thống, không bùng nổ về mặt công nghệ đâu, nhưng nó có cái gì đấy là cái độ tin cậy nó cao và một cái chất riêng. Bạn sẽ nhìn thấy là đây, đồng hồ cầm đấy, nhìn rất là đơn giản. Màn hình số ở giữa trên mặt táp lô này, bạn sẽ thấy này. À, nhiệt độ nước làm mát này, nhiệt độ dầu này. Thì cái này là cái chất của gì? Chất của một chiếc xe mà nó thiên hướng về cái gì? Đua, và nó có một cái chất riêng rất là cụ thể. Có thể chuyển. Và ở đây bạn có thể xem cái công thức dẫn động, độ nghiêng của thân xe. Và ở đây bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng là cái công nghệ EyeSight đấy. Camera quét trước sau bên đầy đủ. Từ đấy nó sẽ thu thập được cái tín hiệu và nó hỗ trợ tốt hơn cho bạn. Tuy nhiên nó có một số cái điểm như thế này. Thứ nhất ấy, là mình rất là mong muốn là có thêm những cái tiêu chuẩn về cầu sạc, bao gồm là Thaya Taishi để dễ hơn. Trên bản này thì cái camera thì bạn có thể nhìn ở đây này. Camera đã. Mình nhìn được cái bánh xe, mình cắn lề cho nó tốt.
Đó. Ngoài ra thì mình cũng mong muốn là có những cái khay, tức là cái vị trí này, như cái điện thoại này, mình muốn nó phải to hơn nữa để mình đặt vào nó vừa, bởi vì bây giờ thiết bị số của chúng ta rất là nhiều. Và cái điều cuối cùng mình vẫn muốn khẳng định rằng là chiếc xe này kích thước tổng thể và trục cơ sở cũng như chiều ngang không quá rộng hơn so với các xe trong cùng phân khúc, trong cùng tầm tiền. Tuy nhiên cái không gian ngồi bên trong rất là rộng. Đấy chính là nhờ những cái giá trị cốt lõi về nền tảng, về khung gầm và đặc biệt là cái symmetrical và cái công nghệ động cơ Boxster nữa, thì nó là những cái điều tuyệt vời trên chiếc những chiếc xe Subaru ạ. Bạn ngồi vào cái vị trí này, bạn lại sẽ cảm nhận lại được một thứ nữa. Đấy chính là gì? Cái không gian nó rất là rộng mở. Không gian rộng ở đây từ cái khoảng trống đầu nhé và cái khoảng duỗi chân nhé. Và cái nệm ghế vẫn kéo đến cái phần này của bạn, chứ không chen ra là kéo thụt vào đây để nhìn cái này nó rộng ra. Da khá là mềm, có đục lỗ, nệm cũng mềm. Với tiện ích thì có cửa gió điều hòa hàng ghế sau này, có khe cắm tay, nhưng mà nên có các khe cắm tay si, thậm chí là những cái dòng xe mà hướng tới cái dòng việt dã như này này, chất như này đi nhiều nơi nên có một cái đầu điện áp 220V nữa. Thế thì bây giờ mình mới quay lại cái vấn đề rằng là bây giờ chúng ta mua một cái xe, chúng ta phải xác định được cái nhu cầu của mình là gì. Nếu bạn mua về cái tính thẩm mỹ thì bạn cũng sẽ phải đánh đổi một chút, bởi vì thiết kế đẹp thì cái đuôi nó phải vuốt vuốt, nó phải cong 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 thế này thế kia, đúng không? Đúng không? Những đường cong quyến rũ thì bạn sẽ phải đánh đổi. Bạn nhìn những chiếc xe X6 hay những chiếc xe gì đấy thì, hay là cái Ken Coupe ấy, thì ở phía sau thì cái phần. Còn nếu như bạn về không gian thì bạn cần cái đuôi nó vuông vuông một chút. Thế cho nên ở đây là mình muốn quay trở lại cái vấn đề là cái tập giá trị của Subaru, đặc biệt là cái dòng Forester, nó hướng tới cái gì? Nó là cái giá trị thật và cái chất đó, cũng như cái độ tin cậy mà chiếc xe này mang lại. Subaru Forester 2023 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thuộc thế hệ thứ 5. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì nhập khẩu Nhật Bản trước đây. Những thay đổi trong lần nâng cấp này tập trung chủ yếu ở phần ngoại thất như cụm lưới tản nhiệt sơn đen cùng họa tiết khỏe khoắn, hốc đèn sương mù, cửa cốp phía sau và phần cản sau nhìn ấn tượng hơn. Cụm đèn pha full LED tự động bật tắt và liếc theo góc lái mang lại trải nghiệm tốt trong khi vận hành trời tối. Phần thân xe có thiết kế khỏe khoắn nam tính với những đường gân dập nổi ở vòm bánh và tay nắm cửa. Trên mui xe có trang bị thanh da nóc tiện dụng. Phần đuôi xe có thiết kế vuông vức với cửa cốp chỉnh điện thuận tiện trong quá trình sử dụng. Nếu như bạn có hỏi mình rằng là chưa thích, chưa yêu chiếc xe này ở điểm gì, thì có chăng nó chỉ là gì? Về cái chỉ số công suất của động cơ, mà xe này dùng là động cơ 2.0 154 mã và 196 Nm cực đại. Tuy nhiên mình vẫn mong muốn là công suất nó có thể tăng lên đến được khoảng 189. Tất nhiên là càng cao thì càng tốt rồi, thì càng sướng rồi. Thế nếu như mà bạn hỏi mình rằng là bạn sẽ thích nhất điều gì khi mà cầm lái chiếc xe này, thì thực sự như này, là mình rất thích là cầm cái vô lăng này. Các bạn nhìn này, cái vô lăng này tạo cái cảm giác lái cực kỳ tốt. Cái thứ hai là đối với chiếc xe này ấy, thì mặc dù các bạn sẽ thấy rằng là cái phần màn hình trung tâm này nó có CarPlay, nó có các hệ thống âm thanh giải trí đủ dùng, nhưng các cái phím này dù không phải là cảm ứng nhưng bạn dùng rất là dễ. Ngoài ra thì đối với chiếc xe này thì có các cái chế độ lái thêm này, ví dụ như chế độ lái Intelligent này, rồi chế độ S này, mình bật ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đường công suất nó thay đổi. Đó, thấy không ạ? Đó, mặc dù là Forester ở Việt Nam có 3 bảng, tức là từ 969 triệu cho đến 1 tỷ 199 triệu đều có AVD All Wheel Drive. Đó, sướng chưa? 969 triệu cũng có AVD. Thì trong cái tầm tiền đấy, đó là một cái sự khác biệt rồi. Và đó là cái gen gì là symmetrical, mà tôi đối xứng không chỉ là về mặt kết cấu mà tôi đối xứng về mà cả mặt dẫn động nữa. Thì đó là cái sự khác biệt. Một cái nữa là chính vì có cái AVKFD, thế cho nên mình có thêm cái X-Mode, ví dụ chạy đường tuyết, đường trơn, rồi là đường gì đây, đường snow, đường mud, đấy thì đều có hết. Và đặc biệt là cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn cao cấp EyeSight 4.0. Đấy, thì thực sự là mình đánh giá là Subaru Forester phải nằm trong cái top 1. Và đây là những cái chia sẻ thực tiễn của mình qua các điều kiện. Và nếu như các bạn có những cái điều kiện về thời gian, các bạn hoàn toàn có thể mượn chiếc xe này để trải nghiệm đúng những cái cung đường như thế này, thậm chí có thể hơn, ví dụ vào cát rồi vào đâu đó điều kiện khó hơn để bạn trải nghiệm. Và hy vọng sau khi trải nghiệm bạn sẽ có thêm những cái chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment ngay dưới video. Còn bây giờ thì một lần nữa
xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.